Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, chào mừng anh em đã đến với tựa game Siêu Anh Hùng Đại Chiến nha. Như vậy là hôm nay game chính thức ra mắt rồi. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập gift code anh em nhé. Mình tổng hợp cho anh em tổng cộng là 8 cái gift code tân thủ nhá. Thực ra có 9 cái nhưng mà cái code Gozo999 ấy là cái code đấy nó chỉ có giới hạn số lần nhập thôi. Code đấy nó nhập đủ mất rồi. Hơi tiếc dành cho những anh em nào mà nhập sau nha. Để mà nhập được gift code thì anh em phải làm cái nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ không thể nào bỏ qua được nha. Mất đâu đó là hơn 10 phút đấy. Sau đấy thì chúng ta lên được cấp 11 thì ấn vào avatar nhân vật này. Ở đây có phần đổi gift code. Và bây giờ thì anh em nhập của mình luôn nhá. Ok, code đầu tiên là siêu anh hùng này. Đấy, ngon ngay. Code thứ hai là đại chiến anh em nhá. Đổi luôn này. Ô, còn 5 vé chiêu mộ ngon quá. Code thứ ba là Dio999 này. Ngon lành cái nào, có thêm 5 vé chiêu mộ nữa anh em ơi. Code thứ 4, anh hùng mãi đỉnh nhá. Đó, ngon luôn, 60 thể lực để đi vượt vụ bản này. Tiếp tục, code thứ 5 là đa vũ trụ 3D. Ok, có 2 vé chiêu mộ anh hùng nữa, ngon luôn. Code thứ 6 là anh hùng đại chiến anh em nhá. Thêm 3 vé chiêu mộ nữa, ầy, được đấy. Code thứ 7 là sức mạnh tuyệt đối này, ấn đổi luôn. Ôi, 5 vé chiêu mộ này ngon đấy, 200 kim cương luôn. Và code thứ 8 cũng là code cuối cùng, anh hùng bất diệt, đổi luôn. Vé chiêu mộ giới hạn luôn, ôi, vãi chưởng, ngon vậy. Và ở trong phần thư thì chúng ta nhận được thêm một cái thư chào mừng là được vé chiêu mộ X10 luôn anh em nhé, ngon luôn. Thế là chúng ta có tổng cộng 30 vé chiêu mộ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ có thể là chiêu mộ X10 3 lần để xem những vị tướng gì nha. Thêm phát nữa nào. U là trời, phát cuối cùng. Liệu rằng, trời ơi. Ui, 9 lần nữa thôi là mình sẽ được thêm anh hùng SR này. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi series Siêu Anh Hùng Đại Chiến cùng với mình nhá.